ý con sẽ thay đổi cuộc sống của con về nhà giúp mẹ. Mẹ ơi, con ở với mẹ. Ở với mẹ tối ngày ăn cơm mẹ cho ăn có miếng bún mà. Thì Dạ có đâu, mẹ con cho con ăn đầy đủ lắm. Anh Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và đây là ngôi nhà của cô bé bán khoai, là bé Oanh, với lại mẹ của mình đã sống ở trong một cái ngôi nhà mới sau hơn một tuần giờ vô á cô bác quý anh chị. Hôm nay thì đến đây cũng ngay cái cơn bão Nogu. Thì trời cũng đã mưa và rất vui là hôm nay để cho cô bác quý anh chị biết là con ngôi nhà nó có dột hay là ngập nước không. Thì nền thì được tráng cao nên con nhà cũng khá là ổn định ha anh Nguyễn ha. Đây bây giờ vô đây ha. Đây nhà hai mẹ con mới dọn vô ở nè. Dặn coi cái clip kìa. Dọn vô đầy đủ đồ hết chưa chị Hiền? Dạ hết rồi chú. Dạ yeah, chào bé Oanh. Chào chú Bùi Hồ. Hôm nay đeo gì vậy ta? Dạ con lấy cái cài. Con đeo cài. Cài hả? Dạ. Ủa mày sao nay ốm lại dữ Oanh? Dạ con bị sốt. Sốt gì? Sốt sốt huyết. Ủa trời. Dọn qua chú Bùi Hồ, chú Phong Bụi lại thăm con. Bị quét đồ nước giống như kỳ rồi đúng không? Chú có ok rồi. Ok rồi. Đâu có bị nước, đâu có bị gì. Dọn đồ vô hết chưa chị? Hết rồi chú. Chỉ còn đồ quán thôi, đồ quán xí cái bà Tú mà hư á, nó mới để lại cho mình. Còn cái nguyên thì nó lấy hết rồi. Dạ. Không gặp bà con, cô bác rồi có lại thăm không? Cái quý ba cho anh này là quà về. Số gì hả chị? Lấy ra anh Nguyễn. Chưa làm luôn á. Cái này là chắc có lẽ là rất là lọc. Chị chưa có làm cái gì hết. Cái gì ta? Cái bình lọc nước hả? Phải không? Không có gần nữa. Trời trời. Cái đó người ta đâu? Ở ngoài coi ngoài kìa. Có không quanh rồi. Cái bình lọc nước. Đâu? Hàng rất dễ vỡ. Ủa, sản xuất than Việt. Dạ. Bình gốm lọc nước. Bình này là lọc nước anh. Nè, không biết sử dụng sao luôn ta. Không biết luôn. Ủy ban có hướng dẫn không? Đi lên ngủ về. Nè. Hôm trước có sư cô đòi thỉnh cái tượng mẹ Quan Âm nhưng mà nhà của chị là có rồi nè. Nên bây giờ có tượng Phật A Di Đà với lại mẹ Quan Thế Âm nè. Nên bây giờ cũng đủ hả chị? Tối sáng không? Dạ sáng đẹp lắm, cái tượng này là coi trên có chú Bùi Hồ từ ở Hồng Ngự Đồng Tháp đem xuống tặng. Từ Hồng Ngự hả? Xa lắm. Tượng mẹ Quan Âm nè. Từ Hồng Ngự, Đồng Tháp, ủa với ông Quang? Con không gần. Là chú đem xuống chú tặng đó. Vậy hả? Đúng rồi, tượng mẹ Quan Âm này nha. Cái đó là gạch hay gì chị? Bằng gạch hả? Ồ, bằng... Chú đổ ở nhà. Bằng thạch cao hay sao? Đổ nhà hả? Chú làm ở nhà rồi chú tặng đó. Ồ. Đường xá xa xôi lắm mà chú chạy xuống tới đây luôn. Mà sao chú biết hay chứ? Vậy là được ngồi chị được bên Đồng nhiều. Tháp. Bên Đồng Tháp, chú đó bên Đồng Tháp. Đẹp quá. Vì cuộc sống hai mẹ con sao rồi? Lại đây ngồi đi. Đi ngồi đi con. Chị luôn. Rồi cuộc sống hai mẹ con thông báo cho cô bác tin mừng đi. Quanh ngồi xuống đây. Thứ nhất là con nè. Hổng gài bệnh sốt sốt huyết mấy ngày rồi? Vậy con cứ không nhớ. 3 ngày. 3 ngày hả chị? Dạ, cô cho nghỉ học. Bữa nay nghỉ luôn hả? Dạ, tại bệnh đâu đi học được chứ. Rồi con ăn uống gì được không? Dạ, được uống thuốc. Mẹ con mua thuốc cho con uống, thuốc đó dễ ăn, không có khó ăn. Rồi còn hai mẹ con còn tiền gì không? Hết tiền. Hết tiền rồi.
Ủa sao vậy? Tại vì chị mua bữa vô tân gia nhà rồi chị mua cúng, chị mời mấy chị ở xóm lại dùng để cho mừng nhà mới chứ không phải là chị tiêu xài. Ừ. Rồi chị mời cô bác lại mừng nhà mới thì ai cũng khen mẹ con với quanh có phước quá. À, rồi gặp cái gì chú Phong Bụi, Bùi Hồ rồi chú Nguyễn ai cũng khen vậy chứ, như là mình mua đồ về cúng ở trong nhà đó chứ không cúng sao được. Dọn vô rồi mình phải cúng rồi mời cô bác láng giềng lại rồi cô bác khen quá trời khen luôn. Ê, hôm đó mình đãi khách gì? Chỉ heo quay rồi chứ chị làm theo khả năng của mình thôi. Heo quay ăn với bánh hỏi. Bánh hỏi à, chứ đâu có gì nhiều đâu. Dạ. Với trái cây nữa. Được mấy người lại dự chị? Có mười mấy người. Có nhiều người mình làm hết thôi. Dạ. Thì chừng nào chị tính đi bán lại? Quên hết bệnh chị đi bán. Đi bán đi mưu sinh chứ, ở nhà sao sống chứ. Rồi qua lúc mà đi bán thì chiều về đây hả chị? Chị bán trước đó nữa, chị đẩy vô đây nó gàn. Bán hồi trước này chứ không có bán chỗ cũ ha? Ngay công viên mình đó. Dạ, ôi bán chỗ đó em thấy nó hợp dạ, lý. Chị đây ra công viên cỡ 30 mét chứ gì. Dạ. Vì cô chú ở ngoài phố á, vô thăm á, là cô chú rất khen quá đẹp, tuyệt vời rồi. Bé Quanh bé Hiền ơi, nhưng mà có cái chừng nữa con gán làm có tiền rồi con che ra thêm một miếng nữa để con để đồ bán ở nhà, ở ngoài. Trong nhà mình nó eo hẹp thì mình để ngủ ngơi, cô bác nói gì đúng rồi. Dạ. Ừ. Nhà của con quá hẹp, rồi con để đồ bán con bên ngoài, rồi con ngủ trong nhà. Cô bác chỉ gì đúng rồi. Dạ, có gì ra cỡ mét nữa. Dạ. Có gì hôm nay có gì nói cho chú Bùi Hồ, cô bác anh chị biết coi. Ngày mà hôm mà nhận được cái tượng mẹ Quan Âm mọi người tặng con vui không? Dạ vui, mẹ Quan Âm về chính trai chú đó đổ ra đẹp. Chú Phi Long. Con chú cảm Phi ơn Long, chú Phi Long. Con cảm ơn chú Phi Long. Mình xá xa xôi từ bên Đồng Tháp qua tặng cho mẹ con cái tượng. Con cảm ơn chú. Từ Đồng Tháp xa lắm á con. Lặn lội xuống tới đây luôn á. Xa lắm hả mẹ? Đúng rồi. Sao con nghe ông bà nói vậy? Cảm ơn chú Long cái gì? Long Phi ha? Phi Long gì đó. Thật không nhớ tên chứ đó nè. Tại chứ đó cái... Phi Long, Long Phi gì? Miễn con nói hai tên là chú nghe được à. Chú con nói trực tiếp là chú nghe được à. Dạ. Con cảm ơn chú Long Phi đã tặng cho con tượng mẹ Quan Âm. Con cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú. Con chúc chú nhiều sức khỏe. Năm nay là Quanh học lại lớp 3 đúng không? Dạ. Thuộc bán của chương đến của chương mấy rồi? Con không nhớ đi chứ ơi. Mới luôn học rồi chú ơi. Ở trong lớp không được có được làm lớp trưởng gì không? Dạ không. Cô cho con nghỉ mấy ngày? Dạ tại vì cô hôm qua con có xin cô bữa nay cho con nghỉ tại vì mẹ con không có điện thoại để chuyện cho cô. Nên á hôm qua con xin cô nghỉ. Chiều con vô học mấy bạn hỏi con á sao cái chén nóng với cái mắt đỏ quét à. Mấy bạn vô nói với cô á, cô kêu con chạy xe đạp về đi. Tại vì á cô nói bệnh rồi cái sức ra mà học xỉu nữa. Con có xỉu trong lớp không? Dạ không, mà cô kêu con về sớm. Mới một giờ khoảng chừng 2 giờ mấy là vô lớp rồi. Là mấy bạn của con nói á là con nóng với mấy con đỏ quét à, nên cô kêu con về sớm. Về sớm buồn không? Dạ buồn. Từ con đến trường được mấy cái xa không? Mấy cái km? Dạ không xa, tại vì trường tiểu học Hàm Nghi á chứ. Thì gần. Cô học lớp 3 mấy? Dạ 3B. 3B hả? Dạ. Bữa nay khỏe là chưa? Chưa. Hả con? Đó.
biết thôi mẹ. Tại tối nó sẵn chú. Dạ. Sẵn nhưng mà sợ co giật thôi, tại 40 độ. Ồ, nóng 40 độ hả? 40, sợ co giật, nếu chị mua chanh, mua cam rồi. Ôi trời ơi, ghê vậy. Mày có gì thông báo cho anh Nguyễn thôi hay nghe chị. Dạ. Nguyễn gần gần đây có gì hỗ trợ chị ha. Tại chị có ra ngoài quầy thuốc mua thì bác sĩ cho dán cái gì lên trên chén cho cháu nè. Dạ miếng hạ sốt. Bữa nay ăn được mấy chén cơm chị? Sáng giờ nó ăn chỉ có một chút xíu bún à. Tại sao ăn bún? Nó thèm chị đi mua. Thôi, bệnh mà ăn bún là bệnh nữa đó. Con thèm quá thì chị đi mua có chút xíu à. Ăn bún với gì? Với cá, cá lóc bún á. Với cá. Ôi trời ơi, này bệnh nhìn thấy sốt ghê ha. Tối có tối về nhà có cúng không? Dạ có, nhà mẹ mẹ con với con cũng hấp nhau hết trơn. Bữa nay cô bác của anh chị nhìn thấy bé Oanh á, nhìn thấy xuống sắc lắm. Cái gương mặt bệnh người thấy. Cười tá chiều nay vô nước cho Oanh rồi. Người có tiền vô nước không? Cô ăn có 180 à. Người gửi tiền đâu trả? Gì đi mượn rồi. Vậy là sốt luôn. Dạ. Hôm nay mẹ con ăn cơm cái gì? Ăn bún đó. Chị mua có ăn bịch bún à. Rồi quanh nó ăn chỉ có mấy muỗng còn nhiều chị ăn. Đâu có để rau gì đâu. Chỉ bún với cá mà cá lóc á. Ừ. Chứ ăn mấy cái loại chị bảo có gì nữa. Tại nó thèm bún chị mới mua đó. Bệnh nhiều khi thèm lãng lãng không à. Ngày mai mốt rồi ra bán rồi vốn đồ bán. Thì chị bán ba đồ cũ của chị đó. Chị để còn y thinh thị trường đó. Dạ. Kệ bán đồng nào đỡ đồng nấy chứ mà. Bữa dọn ra cũng bán được 70. Đồng nào đỡ đồng nấy. Ở tối ngủ giỏng hay gì chị? Hay là vô phòng? Không, ngủ trong phòng. Giỏng thì nằm bên ngày thôi. Em thấy mũi quá trời mũi, bởi vì bé Oanh bị sốt xuất huyết. Đúng rồi, mũi ở ngoài chứ mà có mũi đâu. Ở đúng đây rồi. Còn ít hơn ở ngoài nữa. Mà sao đúng không? Ở ngoài chỗ chị để đồ đó vuốt đầy chân tay chân chị giờ còn nè. Vô đây mới ít mũi á, ở ngoài nhiều mũi hơn trong nhà chị á. Ra đây nè Oanh ơi, nguyên nhân mũi là bệnh, bé Oanh bệnh là biết rồi, là do hổng dài ngủ ngoài bụi cây. Ở ngoài chị tưởng mũi ít chứ mũi nhiều hơn trong nhà chị nữa đó. Mũi cây cứ bị mũi chích á. Bởi vì chú đó mới nói đưa hai cái quạt chị kể đó. Chứ trong đây ít mũi hơn ở ngoài nữa. Chị tưởng ở đây nhiều mũi chứ không có đâu, ít mũi hơn. Ở ngoài mũi nhiều hơn đó. Mặt bữa nay sợ sự hết nè. Lừ đừ mắt lừ đừ à. Sốt à. Nhưng mà bữa nay nói chuyện đỡ qua, nói chuyện không được luôn, nóng lắm luôn. Bình thường gặp lúc nào cũng cười, nhưng bữa nay là sụng nụ rồi. Sụng nụ rồi. Ngáo queo rồi. Thôi lên nằm đi con. Dạ. Lên nằm giỏng đi. Thôi lên làm mấy chứ lại hâm con mà hỏi con làm sao. Hồi nằm sao? Dạ. Ôi trời, ngoan dữ vậy. Bà lớn mà biết suy nghĩ quá ha. Dạ, cảm ơn chú Bùi Hồ. Thôi mẹ Oanh bây giờ thôi bán bé Oanh đi đừng khỏe. Cho bé Oanh này cho nhà giàu nuôi đi. Chứ bây giờ nhà khổ mà bệnh hoài rồi. Trời xanh voi xanh cỏ chú Hồ ơi. Chịu không Oanh? Bây giờ là bán con cho nhà giàu rồi mẹ con khỏi tốn tiền nuôi con. Rồi con ở nhà giàu rồi mẹ con khỏe khỏi đi bán vất vả. Thôi mẹ cực khổ, nhỏ tới lớn mẹ quen cuộc sống đó rồi. Dạ không, mẹ con thương con lắm.
Thì bây giờ gỡ nhà giàu đi cô chú, người ta xin ở khoảng 10 năm, 20 năm thôi, mẹ ở đây mẹ khỏi đi bán. Dạ thôi, mẹ con thương con nhé. Con biết cô chú, ông bà thương con, nhưng mà con thương mẹ con. Con á, hồi đó tới giờ ở với mẹ con quen rồi. Thì con bán cho người nhà giàu thì là con báo hiếu cho mẹ con à. Con thương con, mẹ con, người con thương con luôn. Mẹ con á, mấy người hết, mấy bà kêu mẹ con á, bán con không, gỡ con qua Mỹ nè. Có mấy bà nói á, cho mấy bà về xin nuôi đi mấy bà, cho con ăn học, mà mẹ con không đồng ý. Nếu như mẹ con đồng ý thì sao? Mẹ con không có bao giờ đồng ý hết trơn á. Cô Hảo ở trong chùa, có lúc còn xin con nữa, mẹ con không có cho con. Sao mẹ không cho? Dạ mẹ con thương con. Bây giờ con về con bàn với mẹ lại đi. Bây giờ là con qua Mỹ, con sẽ thay đổi cuộc sống của con, về nhà giúp mẹ. Mẹ ơi, con ở với mẹ. Ở với mẹ tối ngày ăn cơm, mẹ cho ăn con miếng bún mà. Thì dạ có đâu, mẹ con cho con ăn đầy đủ lắm. Nhưng mà con bị bệnh, con ăn ít chứ bộ. Hằng ngày là chú thấy là mẹ con mua cho con miếng cơm, miếng bún ăn mà. Rồi ăn thiếu thốn, rồi ngủ ở bụi gặm nữa, rồi thành thử ra là bệnh thôi. Bây giờ mai mốt mình ở nhà giàu, cái mình ngủ nệm nè, ngủ máy lạnh nè, ngủ có xe sang đi nè, khỏi đi bộ nè. Dạ con, mẹ con á, thôi con ở với mẹ con. Sáng mẹ con cũng mua đồ ăn sáng, rồi mẹ con còn cho tiền con đi học nữa chứ bộ. Ngày mẹ cho được nhiêu? Ngày mẹ cho con 10.000 cộng thêm tiền ăn sáng nữa. Là được nhiêu? Tiền ăn sáng là mẹ con mua cho con không có biết, con đem vô trường con ăn à. Thường thì mẹ con mua gì cho con đi học con ăn? Dạ cơm hoặc là xôi, xôi mặn á chứ. Ừ, cơm. Rồi có khi nào ăn phở đâu không? Dạ sao ăn được? Ăn phở á. Không, ý là con nói vô trường á, đâu có đồ vót phở đâu mà ăn. Nhưng mà thứ bảy chủ nhật rồi mẹ có mua phở cho ăn không? Dạ có. Con thấy tất cả các bạn á, là mẹ đưa đi học, con lúc nãy kể với chú Hồ á, là con phải đi bệnh, là con phải tự đạp xe đạp về nè. Thì các bạn khác bệnh á, thì ba mẹ đưa rước về, thì con thấy sao? Dạ con thấy á, tại vì mẹ không có vẻ để đưa con đi học, thì con chỉ xe đạp về. Mấy bạn của con cũng quan tâm con lắm, nói á, Quanh ơi chạy từ từ thôi nha Quanh. Còn mấy bạn của con còn nói á, nếu mà xe lớn nhiều quá còn á kêu nhờ người lớn dẫn con qua đường nữa. Đúng rồi. Hay vậy. Rồi con lúc đó con bệnh, con sốt vậy, con chạy có nổi không, sao con không kêu cô đưa con về? Dạ cô của con còn mắc giữ trật tự của lớp nữa. Tại vì á, có mấy bạn á, còn á, nói chuyện nhiều lắm. Lúc đó thì con đi về thì con có đạp xe nổi không? Sức lực con có yếu không hay là khỏe? Dạ con đạp xe về từ từ cũng tính nhà mày chú. Nhưng mà lúc đó thì con sốt, rồi con buồn ngủ dữ không? Rồi con có chịu đựng nổi không? Dạ con chiến về, con chịu đựng nổi. Tại lúc đó của con nó cũng không nóng quá nữa. Lúc đó thì con có muốn khóc không? Đi một mình vậy á? Dạ không. Dạ hả? Dạ. Rồi năm nay rồi con vô học rồi, mẹ có đóng tiền bảo hiểm rồi cho con hết chưa? Dạ mẹ con đóng hết cho con rồi. Hết nhiêu chị? Chị đóng từ dập chị cũng không nhớ nữa. Chỉ là mua chỉ bộ sách là nặng nhất thôi, sách đồ này kia gần 700 mấy đúng không con? Dạ. Rồi cái kia thì chị đóng từ rằng có ít chị đóng ít, có nhiều chị đóng nhiều, cô không có đòi. Tiền trường bảo hiểm nhà nước cho chị chỉ có bảo hiểm gì
Tai nạn. Ờ, tai nạn, đúng rồi. Ừ. Cái con học con biết, con nói với chú, mẹ dốt hỏi, nó chết quớt. Thì có tiền thì chị đóng, không có tiền thì mình hứa với cô mình đóng từ từ, không sao. Nhưng mà ý chị nói là cái gì bảo hiểm gì đó là nhà nước cho rồi, không mua cái bảo hiểm đó thôi à. Ừ, y tế, bảo hiểm y tế. Còn tiếp chuyện với mấy chú nổi không? Dạ, nổi. Vậy hồi sáng giờ ăn có miếng bún mà tiếp chuyện nổi luôn hả? Dạ. Trời ơi, là bé đạp về hôm qua hả chị? Đúng rồi, cô cho về á. Xe đạp của con mới không? Dạ, xe đạp của con là chiếc xe nhỏ màu hồng. Ở đâu con có? Dạ, mẹ con á, lúc là bán được á, mua cho con chạy. Còn im không? Dạ, còn chạy được. Dạ, hoài à. Nó bị... bị như mình chạy lâu nó bị cũng trục trặc hoài chứ. Dạ. Con mới chạy xe đạp từ năm mấy tuổi? Dạ con mới biết chạy mới đây thôi chú ơi, cũng chưa lâu lắm. Con nhỏ xíu vậy đi con chạy xe đạp có khi nào con sợ người ta bắt cóc con không? Dạ có, nhưng mà chỗ nào xe cộ nhiều quá con qua đường được, con nhờ ông bà cô chú dẫn con qua đường. Ừ. Chú hỏi bắt cóc kìa. Người ta ví dụ như con sợ kẻ lạ mặt bắt cóc con không? Con dạ có lại. Nhưng mà mẹ con dạy con rồi, người lạ, người đã lợi á là không có đi theo người lạ, người lạ cho bánh kẹo là không có lấy. Ừ. Ví dụ như, như chú là một người lạ nè, chú hỏi bé Oanh ơi đi theo chú chở con về nhanh về, rồi mẹ con đợi con ở nhà, con bỏ xe đạp đó đi, con leo lên xe của chú nè. Con đi không? Dạ không. Sao vậy? Sao không đi? Dạ con sợ người lạ bắt cóc con. Vậy lúc đó con sẽ trả lời với chú thì sao? Hay dạ, con xử lý như thế nào? Dạ con nói, dạ hai chú ơi, con là bộ về, nếu chú đó mà bắt con lên xe con sẽ la lớn lên. Ừ. Bắt mày tốn cơm. Có gì đâu tốn cơm nè. Hoặc là người ta sẽ nói con vậy nè, thôi bé Oanh ơi, con là con của mẹ Hiền phải không? Chú là người quen của mẹ Hiền nè, con lên xe con lại đây, chú mẹ con đợi đằng cái bụi gậm đằng kia kìa, con đi theo chú lại, mẹ đợi kìa, nhanh lên. Dạ ha, tại vì bạn của mẹ nhiều khi, nhưng mà mấy người đó con quen hết trơn rồi, có những người lạ lợi nhạn là bạn của mẹ con thì con không tin. Tại vì trong trường á, bạn của con hay giới thiệu về mẹ của bạn thì con cũng giới thiệu bạn của con về mẹ của mình cho bạn nữa. Con giới thiệu như thế nào? Con nói á, mấy bạn thứ nhất đi, mấy bạn nói mẹ của mấy bạn là buôn bán cái gì con quên rồi. Rồi á, mẹ của mấy bạn tên gì thì nhiều lắm, mà thí dụ như là mẹ của mấy bạn á rất là nhiều tên luôn, mà con đâu có nhớ hết được đâu. Nhưng mà mẹ của mấy bạn là có giới thiệu nghề nghiệp rồi giới thiệu nhà mẹ bạn làm gì không? Đây, nghề nghiệp của mẹ bạn đó là bán đồ ăn vặt. Còn về nhà của bạn đó là ở Bình Thánh 1. Có giới thiệu nhà lầu gì không? Dạ không. Người con thì giới thiệu về mẹ của mình như thế nào, nói cho chú Bùi Hồi với chú Nguyễn nghe. Con nói á, hai bạn nói tên mẹ của mấy bạn tên gì con quên à. Con nhớ là mấy bạn hỏi mẹ của con làm gì thì con nói á, mẹ của con bán cờ điện thoại với bán bay nướng. Với mấy bạn hỏi mẹ của con tên gì, con nói mẹ của mẹ con tên à. Hiền. Rồi con đau không? Đau. Rồi mẹ. Con có nói là con là cô bé bán khoai 8 tuổi không? Dạ có. Con giới thiệu về con hả? Dạ. Thì lúc đó mấy bạn nói như thế nào?
Dạ mấy bạn nói á, mẹ của tôi cũng hay gặp bà trên Facebook với lại là YouTube nữa. Thì con lúc mà mấy bạn là đi học thì con giới thiệu con là cô bé bán khoai 8 tuổi ngủ ở vỉa hè nè. Thì mấy bạn phản ứng như thế nào? Thì mấy bạn cũng chả nói gì mấy bạn. Nhiều lúc mình cho con bánh kẹo vì chỉ chơi con. Giờ ra chơi là ngủ con đi chơi nè. Còn chơi bắt gượt, chơi trốn tìm, chơi cá sấu bảy màu. Vui lắm, nhiều trò lắm. Cá bữa còn chơi cầu tù nữa. Lúc trước thì con nói với chú Bùi Hồ là con ước mơ con lớn là làm cái gì? Dạ làm YouTube. Ngoài làm YouTube ra thì con muốn làm gì nữa? Dạ con chưa biết. Tại sao con lại thích làm YouTube chú quên rồi? Dạ tại vì con muốn giúp cho nhiều người có cuộc sống không trọn vẹn, giúp cho nhiều người á hả có nhiều cuộc sống trọn vẹn, chưa được hoàn thiện giống con nè. Nhưng mà đối với chú Hồ với lại chú Nguyễn chia sẻ con nè, chú Hồ với chú Nguyễn thì thường xuyên đi đó đây nè, ít ở nhà lắm, mà đi sương và gió, đi mưa nắng lắm. Thì chú Hồ với chú Nguyễn là con trai, chú Hồ với chú Nguyễn chịu được, vậy thì con có chịu được hay không? Dạ được, giúp cho ông bà cô chú anh chị là cái phước, giúp cho nhiều người cũng là ước mơ nho nhỏ cho con của con nữa. Nhưng mà trước khi muốn giúp người ta thì con phải giúp bản thân mình trước chứ. Dạ, con giúp cho bản thân của mình là hiến học nè, để có ích cho xã hội thì mình mới làm được việc nhỏ rồi mới từ từ mới việc lớn được chứ chú. Nếu như mà sau này á không có cái nghề YouTube nữa, khi con lớn lên thì nó không thay đổi rồi, nó không có nghề YouTube nữa thì con sẽ là chọn cái nghề khác, thì con sẽ chọn nghề gì? Con cũng không biết nữa. Bác sĩ, công an hay kỹ sư hay là làm đẹp? Làm đẹp đi. Nhẹ. Con không biết nữa chứ ơi. Chú nhắc lại con nhớ là ngày xưa là mẹ con dẫn con vô chùa lấy một cái pháp danh là Hội Trí đúng không? Đúng rồi. Hội Trí. Thì lúc đó con hiểu cái pháp danh là gì không? Dạ con chứ. Nhưng mấy anh chị nói á là con á được Phật bảo vệ và hộ hộ rồi. Hội Trí là cái gì mấy anh chị còn chưa giải thích cho con biết. Mấy anh chị chỉ nói là con được gì? Dạ được Phật phù hộ với được bảo vệ thôi. Lúc đó con có hiểu thì Phật phù hộ và bảo vệ là như thế nào không? Mấy anh chị giải thích cho con á là khi mình á gặp chuyện gì khó khăn mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thì mình sẽ có người cứu giúp mình và bảo vệ mình. Vậy thì trong cái cuộc sống của con á, con đã niệm Nam, có khi nào con gặp khó khăn và con đã niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa? Dạ con. Và dạ, có Phật hiện ra giúp đỡ chưa? Dạ Phật á thì vẫn chưa hiện ra, nhưng mà con biết á sẽ ai sẽ là người tốt nhất thì mới được Phật hỗ trợ thôi con. Cô Thảo có nói nè. Cô của con lúc mà con ở trong chùa đấy hả? Con dạ. Đâu? Dạ con kế bên cô con. À lúc bé xíu một xíu ha. Dạ. Chị mà cô Thảo đây con. Ngày xưa ông pháp danh là sư dạ. Ông nè. Sư ông hả? Là mẹ con rồi bà. Này là chị đấy hả? Này sư ông. Này chị nè, bà Bảy nè. Rồi cái này cũng Phật tử nữa nhưng mà lớn cấp. Dạ. Tỉnh thác quy quyền hả chú? Dạ. Rồi sao nãy con nói tới đâu rồi chú quên rồi? Con không nhớ. Rồi con nói là con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì Phật phù hộ, thì có bao giờ con đã cảm nhận được rằng là Phật đã phù hộ con chưa? Dạ con thấy cho lòng của mình rất là nhẹ nhõm mà rất là vui tươi. Luôn Phật phù hộ cho mình là những lúc mình khó khăn, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì những sự mệt mỏi, nhức đầu của mình sẽ được tiêu tan. Con đã có thấy sự linh ứng khi mà Phật phù hộ con không?
Dạ con chưa, con còn nhỏ quá, con còn chưa hiểu từ đó lắm, chừng nào lớn lên con vậy. Con có thấy là Phật đã phù hộ con những cái việc gì rồi? Dạ để con cũng còn chưa biết lắm chú ơi. Hả? Dạ. Chứ như là lúc mà con nhà mưa con dột nát nè, thì con có niệm Phật không? Dạ có, trời mưa lớn là ngoại con nói á là niệm Phật đi tốt. Lúc con niệm Phật thì con cảm thấy trong lòng con như thế nào? Dạ nhẹ nhõm vui tươi. Ngoan quá ta. Nói chung là hôm nay đến đây mặc dù là bé Oanh khá là nhỏ nhưng một hỏi một tí xíu nhưng mà em cháu cũng có cảm nhận được cái sự gọi là cái tánh Phật ở trong cái con người á, thì mình chia sẻ cho cô bác quý anh chị hiểu thêm đó. Thì thôi bây giờ như thế này nè, hôm nay thì chú Bùi Hồ đến đây thăm mẹ con, cái cuộc sống như thế nào thì cũng bất ngờ chú qua đây, thì khoảng một tuần nữa khoảng hay là như thế nào đó thì chú sẽ quay trở lại để mà có thể hỗ trợ cho mẹ con một tí ha. Thì hai mẹ con cố gắng giữ gìn sức khỏe, con cố gắng nghỉ ngơi, khi nào mà con khỏe lại á, thì hãy đi bán cùng với mẹ hoặc là hãy đi học lại ha. Cháu đi học mà nên chị đi bán nha. Dạ. Rồi thôi con nói là gì với mẹ lại Mạnh Thường Quân đi. Dạ con cảm ơn ông bà cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho hai mẹ con của con cảm ơn rất nhiều. Xây nhà thứ nhất là cho mẹ con tiền chữa bệnh, xây nhà đẹp cho hai mẹ con cảm ơn rất nhiều. Mọi người ơi nhớ like, nhớ đăng ký cho chú Bùi Hồ nữa nha. Chị có muốn nói gì không chị? Mẹ cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước thời gian qua đã giúp đỡ cho hai mẹ con của con, cho tiền con chữa bệnh, xây nhà đẹp cho con. Con chân thành cảm ơn cô chú và quý anh chị rất nhiều. Cũng muốn cập nhật tình hình của hai mẹ con cho cô bác quý anh chị tại ngôi nhà mới sau một tuần á, và bàn giao nhà đó, thì hôm nay quay trở lại thì cũng khá là bất ngờ khi mà bé Oanh lại bị sốt xuất huyết, nhưng mà ở trong bé là một cả một cái nghị lực á, thấy khách tới là phải ra tiếp chào hỏi đồ cố gắng để mà tiếp khách. Thì thôi bây giờ con vô con nghỉ ngơi, khi nào con nóng sốt gì nó nói với mẹ, mẹ có thể điện cho chú Nguyễn ha. Thôi chào chị ha chị. Rồi, chào chị ha. Dạ. Chào cô bác của anh chị Mạnh Thường Quân, hẹn gặp lại sau. Ông bà cô chú anh chị.